dự án khoa học phi lợi nhuận, điểm gặp gỡ giới khoa học toàn thế giới, cơ hội kết nối và phát triển khoa học của Việt Nam. Nhưng bao năm vướng mắc cơ chế hỗ trợ, gỡ một phần chưa thể khơi thông dòng chảy. Khách mời tham gia trong chương trình ngày hôm nay là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Kính chào quý vị khán giả. Đây là những hình ảnh rất ấn tượng khi gần chục nhà khoa học đạt giải Nobel ở sự kiện thường niên hàng năm được gọi là gặp gỡ Việt Nam tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, một dự án khoa học phi lợi nhuận được đưa vào hoạt động từ 2013 tới nay. Không dễ để có trung tâm khoa học thu hút được các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới như vậy. Nhưng khi đã có trung tâm như vậy thì quá trình hoạt động nhiều năm nay luôn vướng một cơ chế, đó là miễn về tiền thuế đất. Chỉ đến hôm qua thì Thủ tướng đã đồng ý miễn tiền thuế đất cho diện tích gần 17 ha của trung tâm từ năm 2011 đến 2020. Trung tâm cũng không bị tính tiền chậm nộp tương ứng số tiền thuê đất được miễn. Nhưng phải nhắc lại là cho đến hết năm vừa qua, còn tương lai thì cũng chưa biết như thế nào. Trước hết hãy cùng nhìn lại trường hợp cụ thể của trung tâm này. Vào đầu những năm 2010, giới khoa học và công chúng yêu công nghệ của Việt Nam đặc biệt chú ý đến những cuộc gặp gỡ khoa học, một khái niệm như còn rất mới. Thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định được đón cùng một lúc 9 nhà bác học từng đoạt giải Nobel tới Việt Nam. Lại có những nhà khoa học của Việt Nam trở về từ những viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Lưu Lệ Hằng, giáo sư Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Đàm Thanh Sơn, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền. Chúng tôi mời họ về Việt Nam cũng tạo điều kiện cho họ có thể gặp gỡ được những cái nhà khoa học thế giới của danh tiếng, tạo cái điều kiện họ là người Việt Nam thì họ có thể có cái sự liên lạc với các nhà khoa học thế giới nhiều hơn và lúc ấy đưa cho Việt Nam một cái mạng lưới sau này. Trung tâm Khoa học Giáo dục Liên ngành ICISC, thành phố Quy Nhơn. Nhờ khả năng thuyết phục chân tình và mãnh liệt của vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân, tỉnh Bình Định đã cấp cho họ một mảnh đất để xây dựng trung tâm hội thảo khoa học quốc tế. Tôi đã hai lần đến Quy Nhơn. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ giáo sư Vân. Quy Nhơn có thể trở thành trung tâm vật lý thiên văn. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thưa ông, một mô hình trung tâm khoa học phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam như thế này, và điều này thì nó có giá trị như thế nào đối với cái ngành khoa học của Việt Nam và đối với Việt Nam nói chung? Vâng, thì cũng phải nói thật là tôi cũng đã được tham dự gặp gỡ khoa học ở trung tâm này, gọi là Trung tâm Quốc tế về Khoa học và Giáo dục Liên ngành. Thì tôi cũng đã được gặp gỡ giáo sư và phu nhân, đồng thời gặp gỡ các nhà khoa học thế giới, những người đạt giải Nobel và những giải thưởng rất uy tín. Thì phải nói là đây là một cái loại hình hoạt động rất cần thiết cho bất kỳ một quốc gia nào. Và trước tiên là chúng ta khi đầu tư về kinh tế thì chúng ta thường nói là dọn ổ để thu hút những đại bàng, những chim ưng. Thì các nhà khoa học lớn và các viện sĩ rồi các cái người được giải Nobel thì đấy là những đại bàng, đấy là những chim ưng. Và những con người đấy họ đến họ sẽ phát biểu, nó tạo ra một cái hưng phấn, tạo cho một sự khích lệ rất to lớn, đặc biệt là đối với các nhà khoa học trẻ. Và người ta mang đến cho Việt Nam những cái xu thế, những cái định hướng phát triển trong tương lai, cũng như là tình trạng khoa học quốc tế hiện tại, và người ta sẵn sàng góp ý cho Việt Nam cái con đường phát triển khoa học công nghệ để trở thành một cái lực lượng sản xuất và lực lượng cạnh tranh trong cái thế giới ngày nay. Rõ ràng để hội tụ được những nhà khoa học hàng đầu thế giới như thế thì đấy là những cái giá trị quá đặc biệt và gần như đến thời điểm này nó là cái rất độc nhất ở tại Việt Nam. Xin vâng, tôi cũng phải nói là do cái uy tín của giáo sư Trần Thanh Vân và sự hấp dẫn của Việt Nam nữa. Dù tâm huyết là vậy, có thể tạo ra những cơ hội rất lớn đối với sự phát triển của khoa học Việt Nam. Thế nhưng hoạt động của trung tâm nhiều năm bị ảnh hưởng bởi việc thu thuế sử dụng đất ở phần diện tích dành cho khoa học. Tháng 8 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã giao hơn 21,1 ha đất ở Quy Hòa trong thời hạn 50 năm để xây dựng trung tâm. Gần 4,35 ha mà Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam dự kiến xây dựng khách sạn Bungalow có liên quan đến hoạt động kinh doanh đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm. Rắc rối nằm ở chỗ, diện tích hơn 14,6 ha còn lại để xây dựng các công trình phục vụ khoa học,
giáo dục và phục vụ môi trường, không kinh doanh, phi lợi nhuận, thì ngành thuế liên tục có công văn đòi tiền thuê đất. Thưa ông, đối với cái trường hợp của trung tâm ở tại Quy Nhơn ấy, thì có thể thấy rằng là ở đây khó có một cái cơ chế tài chính cụ thể nào cho cái hình thức này, bởi vì nó rất là mới mà nó cũng là độc nhất ở tại Việt Nam. Và đấy chính là việc khiến cho cái trung tâm này đang bị vướng mắc bởi cái cơ chế tài chính liên quan đến cái tiền sử dụng đất. Điều này thì thực sự có vẻ là đang cản trở cái hoạt động của trung tâm rất là nhiều. Thực tế mà nói đấy, thì khi trung tâm này bắt đầu hình thành thì cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương về khoa học công nghệ cũng như là địa phương cũng đã tạo những điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên ấy, là đây một cái vấn đề mà thuế sử dụng đất ấy, thì hiện nay vẫn mãi gần đây mới có cái quy định là miễn, và cũng chỉ miễn đến năm 2020, còn tương lai chưa rõ. Thì đây là một vấn đề rất là bất cập, và tôi nghe tôi cũng giật mình, và tôi cảm thấy trách nhiệm của mình trong thời gian tới cũng phải phối hợp với các cơ quan hữu quan để làm sao chúng ta giải tỏa, để nếu mà cái mô hình này nó thành công ấy, thì nó mới nhân rộng và lan tỏa được. Chứ còn đây là một cái tâm huyết rất lớn của một nhà khoa học yêu nước, và với sự tham gia của các nhà khoa học lớn trên thế giới, mà nếu nó không phát huy được tác dụng ấy, thì rõ ràng là chúng ta khó mà có thể nhân cái mô hình này lên được. Thế và tôi thấy rằng là trong cái vấn đề cơ chế tài chính ấy, thì nó có cái câu chuyện là quy định của pháp luật của chúng ta, những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển khoa học công nghệ như là một cái quốc sách hàng đầu, như là một cái ưu tiên đặc biệt, thì những cái chính sách đó chứ không kịp thời cụ thể hóa thành những văn bản pháp luật, và những văn bản pháp luật ấy thì quy định lại không đồng bộ, rồi có khi là chỉ vì những cái một hai câu chữ từ thôi có khi cản trở cả một cái xu thế hết thế, và cản trở cả một cái chính sách lớn để khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ. Ở đây khi mà làm chương trình này thì chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến và cũng có hỏi ý kiến của các đơn vị bộ ngành liên quan như là Bộ Tài chính hay là Bộ Khoa học Công nghệ chẳng hạn, thì họ cũng đều nói rằng họ đã hỗ trợ hết mình, nỗ lực hết sức mình trong cái việc hỗ trợ trung tâm. Thế nhưng mà gần như là cái vụ việc đã bị vướng mắc rất nhiều năm qua. Bản thân mình ở đây mình có nhận thấy rằng là cái cơ chế nó là một vấn đề, nhưng mà cái cách thức chúng ta giải quyết và cái sự gọi thực là nhiệt tình cũng như là tận tâm đối với các nhà khoa học, thì ông nhìn nhận như nào về điều đó? Tôi thì cho rằng là nếu mà đã nói là làm hết sức trách nhiệm và hết sức mình thì nói như vậy là chưa đầy đủ và chưa chính xác. Không thể, nếu như là ở một cấp tỉnh hoặc cấp thấp hơn ấy, thì có thể chúng ta nói rằng là cơ chế chính sách nó chưa thoáng, nhưng mà ở cái cấp bộ gọi là tư lệnh ngành ấy, hay là quản lý cả một ngành ở phạm vi toàn quốc ấy, thì anh phải rà soát thường xuyên và cập nhật, và những vấn đề ngoài thẩm quyền anh phải báo cáo lên trên để sửa đổi kịp thời và để đưa cái chính sách phát triển khoa học công nghệ thực sự đi vào cuộc sống. Xin cảm ơn ông. Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay thì trung tâm đã tổ chức được hơn 40 hội nghị khoa học quốc tế đỉnh cao với sự tham gia của 3.500 nhà khoa học quốc tế, trong đó có nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel, Fields. Thế nhưng thời gian qua, việc liên tục bị đòi nợ thuế, chờ đợi cơ chế miễn tiền sử dụng đất đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của trung tâm. Giáo sư Trần Thanh Vân, nhà khoa học đã dành tất cả nỗ lực tâm huyết để xây dựng một trung tâm khoa học cho Việt Nam, đã có những chia sẻ từ Pháp. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là cái việc miễn tiền thuê đất này sẽ được dân cho trung tâm sẽ được thực hiện toàn bộ dự án trong suốt thời gian 50 năm cho đến 2061. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng tôi mới có thể yên tâm để tiếp tục cống hiến và hoạt động để hỗ trợ cho góp phần cho cái phát triển khoa học tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng có tâm tư rằng cái việc mà giúp cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành trong việc miễn tiền thuê đất, nó chỉ là một cái ví dụ nhỏ. Nó chỉ là một cái ví dụ nhỏ mà nó không phải là việc quá lớn đối với chính phủ. Nhưng nó sẽ mang lại một cái điểm tựa về niềm tin cho tất cả các dự án liên quan tới khoa học và giáo dục phi lợi nhuận tại Việt Nam. Và đặc biệt là đó cũng là một điểm tựa niềm tin cho các trí thức Việt kiều ở nước ngoài có thể tin tưởng vào các cái chính sách của chính phủ. Vâng, vừa rồi là ý kiến của đại diện của trung tâm ở tại Việt Nam, và thực sự là những cái ý kiến của ở trong nước cũng như là ở nước ngoài cũng đang cố gắng hết sức để có thể mong cái việc ở trung tâm này có thể được giải quyết không chỉ là đến 2020 mà còn đến cái thời gian sau này nữa. Thưa ông, ở đây có một vấn đề, đó là cái câu chuyện là rất nhiều
những cái nhà khoa học họ đang cảm thấy bị ảnh hưởng bởi hoạt động khi mà chúng ta có vướng những cái cơ chế nó cũng không phải là quá lớn nhưng mà nó lại ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy thì ông có một cái đề xuất như thế nào, bởi vì cái chính sách miễn thuế chỉ tính đến 2020 thôi, còn từ 2021 trở về sau thì chưa có một cái gì là cụ thể cả. Ông nghĩ nào về điều này? Trước tiên ấy thì tôi cũng thấy những cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đây ấy thì cũng là một điều cũng có một cái phần đáng tiếc là cái miễn thuế cho những cái hoạt động mà cái trung tâm đầu tiên và có ý nghĩa to lớn về khoa học công nghệ, đối với khoa học công nghệ nước nhà ấy, thì nó không phải một cái khoản tài chính lớn. Mà hiện nay trong điều kiện đất nước ta rồi vị thế rồi uy tín quốc tế đang tăng lên này và lại cái phù hợp với đường lối và chính sách của Đảng cũng như nhà nước thì chúng ta phải chủ động và khẩn trương là điều chỉnh chính sách để xử lý bằng được, tạo điều kiện thuận lợi và miễn thuế về lâu dài. Tôi nói rằng một số nghị định của chính phủ để gọi là cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành luật khoa học và công nghệ cũng đã nêu những cái trường hợp miễn thuế sử dụng đất hay là giảm, rồi là thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi là các loại thuế cần thiết. Thế nhưng mà có cái là chúng ta quá căn cứ vào những cái chữ mà không hiểu cái nghĩa trong đó, câu chữ quá. Chứ còn thực ra nói là cái trung tâm như thế này hoàn toàn xứng đáng để hưởng miễn thuế. Nhưng vì nó không có cái tên đó trong nghị định, trong thông tư, là cứ căn cứ vào cái tên như vậy. Cho nên tới đây tôi cho rằng pháp luật chỉ quy định những tiêu chuẩn, mục đích, ý nghĩa của các cái dự án, những cái trung tâm về khoa học công nghệ mà nó đáp ứng cái lợi ích chung và vì phục mục đích chung ấy, thì được miễn giảm thuế đất. Tôi nói ví dụ như là những cái trung tâm hội thảo này, trung tâm triển lãm, trung tâm phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ này, rồi là những cái trung tâm bảo tàng, thư viện khoa học công nghệ, những cái thứ đó là mang cái lợi ích công rất là lớn và xây dựng cái năng lực, cái tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, thì cái đó là phải được miễn thuế. Chứ mặc dù nó là cái tên như thế nào, không nên căn cứ vào từng chữ từng câu. Và như ông có chia sẻ ở cái phần trả lời trước đó, là cái câu chuyện nếu như chưa đủ và chưa đúng thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa và bổ sung để làm sao cho nó đúng và có thực sự là một cái chính sách thu hút và hỗ trợ đối với các nhà khoa học. Cho nên là các nhà quản lý là phải có cái tâm và có cái tầm quán xuyến và rất nhạy với lại phản ứng chính sách kịp thời với tất cả tinh thần trách nhiệm của mình. Vâng, xin cảm ơn ông. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những cái tâm sự từ Pháp của giáo sư Trần Thanh Vân, giống như là một cái lời để chúng ta thấy rằng đấy là sự tâm huyết và đó là điều mà chúng ta đều phải nỗ lực cho cái ngành khoa học của Việt Nam. Về miễn tiền thuê đất cho trung tâm ISIS, vấn đề này tuy là có ảnh hưởng về mặt tài chính, song quan trọng hơn nữa, đây là cái ảnh hưởng rất lớn về cái niềm tin của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước đối với cơ chế của chúng ta. Một dự án mà chúng tôi thành lập để có thể kéo dài được 50 năm, một dự án mà được cộng đồng khoa học trong nước và ngoài nước đánh giá rất cao. Tất cả các lần đầu tiên bên đình tuy đã qua rất nhiều nhiệm kỳ đều tranh đấu không ngừng để cho dự án này được miễn tiền thuế đất. Chúng tôi mong mỏi là nhà nước cần phải tạo cơ chế để các nguồn lửa đóng góp cho phát triển khoa học không bị vùi tắt. Chúng tôi mong là các lời phát biểu đánh giá cao về trung tâm IC của lãnh đạo cao cấp trung ương sẽ được thực hiện đầy đủ trong tương lai. Vâng, rõ ràng một vụ việc của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, thế nhưng đó là câu chuyện về niềm tin, về câu chuyện là hun đúc lên ngọn lửa nhiệt huyết cho ngành khoa học. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành là tâm huyết xây dựng và kết nối của hai nhà khoa học gốc Việt là giáo sư Trần Thanh Vân và giáo sư Lê Kim Ngọc. Hai ông bà đã dành mọi sự quan tâm, khả năng kết nối để tạo nên một trung tâm khoa học đầu tiên như thế tại Việt Nam. Một trung tâm như vậy không chỉ có tiền có thể làm được, mà còn là uy tín, độ ảnh hưởng và toàn bộ nhiệt huyết của những người con xa quê thành danh muốn đóng góp cho đất nước. Một cơ chế chưa mở có thể làm nguội lạnh, trái tim nhiệt huyết, mất đi cơ hội của chúng ta. Nhưng nếu vướng mắc này được xử lý nhanh chóng và lâu dài thì cũng chính là sự khẳng định về chủ trương khuyến khích khoa học, thu hút các nguồn lực trí tuệ rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.